Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu kinh tế chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên ông Ri Ryong Nam dẫn đầu. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam Triều Tiên vẫn còn hạn chế do gặp phải những khó khăn tồn tại như khả năng thanh toán của doanh nghiệp Triều Tiên, vận tải và chính sách quản lý chặt chẽ thông tin của Triều Tiên đã khiến doanh nghiệp hai nước chưa khai thác được thị trường của nhau. Bộ trưởng Ri Ryong Nam cho biết chuyến công tác Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa các nội dung đã thảo luận trước đó tại chuyến công tác Triều Tiên của đoàn Bộ Công Thương. Qua đây, hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, ngân hàng, giao thông vận tải. Đặc biệt, trong chương trình công tác lần này, ngoài phiên họp toàn thể, hai bên sẽ có nhiều buổi làm việc trao đổi nhóm như hợp tác thương mại và công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, khai khoáng và hóa chất, sản xuất kẽm, phân bón, hợp tác đầu tư nâng cao hiệu quả truyền tải điện, phát triển nhà máy nhiệt điện, đầu tư hệ thống quản lý tiết kiệm điện, sửa chữa thiết bị truyền tải điện, v.v.